Chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp thiết kế hiện đại, một trệt một lửng 3 lầu với diện tích đẹp ngang 4m2, sâu vào 14m, thiết kế một trệt 3 lầu có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Một căn nhà rất đẹp hướng chính nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Hẻm một xẹt tại trục đường Hà Huy Giáp ngay trường Cao đẳng Điện lực. Và căn nhà mình hôm nay đang được giảm giá bán nha anh chị. Với giá gốc trước đó giao tới 4,7 tỷ, bây giờ giảm giá bán lỗ, rút giá đầu tư bán chỉ có 4,2 tỷ đồng thôi. Và vẫn còn bớt một chút lộc nữa nha. Đường trước nhà là con đường rộng tầm 7m, con đường hẻm một xẹt sát trục đường chính phía bên ngoài. Và đường thông nha anh chị, đường thông bàn cờ, đường rất là rộng, chúng ta có thể mua để ở, làm văn phòng công ty, buôn bán nhỏ lẻ, bán tạp hóa, bán online, hoặc là làm tiệm tóc, tiệm nail đều được. Một con đường thông, đường rộng 7m, chạy vào khoảng tầm 30m là chúng ta đến với một cái công viên cây xanh rất là mát và thoáng ở khu nhà này. Đường thông bàn cờ hết nha, khu phân lô xây rất là đẹp luôn. Nhà đẹp, số hồng riêng và không lộ giới nha anh chị, xây dựng hết đất, không lộ giới tí nào nha anh chị, hướng chính nam. Một trệt một ba lầu, sẽ có một lớp cổng sắt bốn cánh phía bên ngoài, phía trên thì được làm mái thái, phía trong thì chúng ta sẽ có cửa nhôm xi pha bốn cánh nha. Căn nhà mình giá bán chỉ có 4,2 tỷ thôi, một cái giá vô cùng rẻ luôn nha anh chị. Đất không ở đây cũng phải tầm 3,4 tỷ, 3,5 tỷ rồi mà nhà bán chỉ có 4,2 tỷ. Phải nói là một căn nhà giá rất mềm, rất là hợp lý, và nhà thì không vướng quy hoạch, không có lộ giới gì cả, đất công nhận đủ. Đấy, một căn nhà giá cực kỳ mềm nha quý vị. Khu vực phòng khách đây thì anh chị cũng có thể đậu xe hơi ở đây được, được ốp sàn gạch 80, gạch bóng kính. Hai bên tường thì cũng được ốp gạch và dán giấy dán tường, dán tranh ảnh rất là đẹp. Trên có trần thạch cao, đèn chùm, đèn led rất đẹp, rất sang. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2023, và chúng ta có thể vay ngân hàng chắc khoảng tựa đầm được tầm 3,5 tỷ nha anh chị. Một căn nhà 4m2 dài tới 14m, xây dựng rất là đẹp, rất là sang. Và giá bán của căn nhà mình có 4,2 tỷ thôi. Trước đó chủ giao tới 4,7 tỷ, bây giờ kẹt ngục ngân hàng nên là xả xuống chỉ còn 4,2 tỷ nha quý vị. Cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ sồi và kính dày 10 ly, đúc rộng tầm 90. Phòng bếp thì nhà mình sẽ được tặng lại một bộ bàn ăn gỗ sồi 6 ghế. Và dưới thì được ốp gạch 80 luôn. Trên thì tủ bếp gỗ An Cường, có đèn chùm, đèn led, thạch cao đầy đủ nha. Đấy, một căn nhà giá cực kỳ là bình dân, cực kỳ hữu nghị. Chỉ có 4,2 tỷ, phải nói là vô cùng rẻ, vô cùng hiếm tại quận 12 nha anh chị. Và anh chị cô chú nào quan tâm đến những căn nhà giá rẻ hẻm xe hơi tại trục đường Hà Huy Giáp ngay trường Cao đẳng Điện lực, cách quận Gò Vấp khoảng tầm 1,5 cây, chúng ta hãy trực tiếp đi xem ngay căn nhà đẹp này nha. Phía sau cùng có nhà vệ sinh này, một căn nhà thiết kế cũng khá là sang và giá này rất là rẻ nha anh chị. Chúng ta kiếm trên thị trường không có đâu. Nhà dài, số hồng riêng, không lộ giới, khu đất phân lô xây đồng bộ và khu đường rộng, đường thông, giá 4,2 tỷ, chỉ hơn tiền một đất khoảng tầm một tí xíu thôi. Đất ở đây cũng đã tầm 3,3 tỷ đến 3,5 tỷ rồi. Đấy, căn nhà bán lỗ nha anh chị, nhà có 4,2 tỷ thôi. Ngân hàng chắc phải cho vay được mát tầm 80% hết cỡ nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên lầu 1. Trên này sẽ được ốp sàn gạch và có cửa gỗ cam xe. Và nhà thì phòng ngủ rất là rộng, có ban công ra ngoài, cửa nhôm xi pha. Căn nhà phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng luôn. Ban công đúc 1m2 nha, cửa nhôm xi pha ra ngoài. Phòng rất là rộng, đi sẵn đầu máy lạnh hết rồi. Nhà trống và chưa có nội thất. Một căn nhà giá rất mềm, chỉ có 4,2 tỷ đồng. Đấy, anh chị nào muốn mua, chúng ta hãy trực tiếp gọi ngay về tới nhà đất Bà Hưng để được đi xem ngay căn nhà giá rẻ này. Nhà nằm ngay trục đường Hà Huy Giáp, ngay trường Cao đẳng Điện lực nha. Cách Gò Vấp khoảng tầm 1,5 cây nha anh chị. Toilet chúng ta có bồn cầu khối, gạch ốp cao lên đụng trần, có vòi tắm đầy đủ. Toilet riêng hết nha. Căn nhà dài tới 14m, xây dựng hết đất, toilet riêng, phòng rất là rộng và có cửa sổ ra phía ngoài. Đấy, phòng rất rộng, rất thoáng luôn, đi sàn đầu máy lạnh hết rồi. Nhà thì đẹp, giá bán 4,2 tỷ, phải nói là rất là rẻ, rất là hiếm tại quận 12. Nói chung là rất là mềm nha anh chị. Rất mềm, nhà đẹp, hẻm thông, hẻm 7m, xe hơi đậu trước nhà.
Nói chung là giá này rất rẻ luôn, chúng ta kiếm không có đâu. Anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà trên 4 tỷ một tí xíu, nếu mà chúng ta kiếm bên Gò Vấp nhà nhỏ quá hoặc là đường có nhỏ, chúng ta hãy để ý đến nhà quận 12. Nhà quận 12 dạo này có rất nhiều căn nhà giá sẽ cực kỳ mềm luôn nha anh chị. Cực kỳ mềm. Cực kỳ mềm nhá. Trên này là khu vực lầu 2, phòng số 3 này. Đấy, phòng số 3 rất là rộng luôn. Rất rộng rãi nhá. Và phía sau sẽ là khu vực phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 khá là rộng, đi sẵn đường máy lạnh giống bên dưới. Và toilet riêng từng phòng. Nhà trang trí cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Giá bán rất là mềm mại, rất là yêu thương cho những anh chị nào có nhu cầu mua để ở. Đấy, rất rẻ nha quý vị. 4 tỷ 2 thôi, một cái giá bán vô cùng hợp lý. Anh chị đang xem video, hãy gọi ngay đi, gọi ngay và luôn đi. Nhà bán còn rẻ ngang đất. 3 lầu. Trên này là khu vực phòng sân thượng trước. Anh chị về chúng ta có thể làm mái lên và làm khung nhôm kính lên để chúng ta làm khoảng phòng thờ ở phía ngoài này. Ở đây thì ốp gạch sạch sẽ hết rồi, có làm lan can. Đấy, cái khoảng này chúng ta làm phòng thờ thoải mái luôn nha, rất là dài, rất là rộng. Làm phòng thờ ra thoải mái luôn và sân thượng trước trồng cây. Thoải mái nha. Phía sau là khu vực phòng giặt. Phòng giặt thì chủ nhà cũng đang để trống. Đấy, có đường ống máy giặt ở đây. Chúng ta có thể làm mái, làm tôn để làm khu vực phòng giặt ở phía sau này nha. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.